nay là ngày sinh nhật của cháu ngoại 3 tuổi. Mình làm một món đơn giản thôi các bạn. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay mình làm gỏi cuốn cá với lại tép các bạn. Nói tép chứ cái này cũng là còn loại mà tôm dừa dừa. Đó, hai con cá mình đi đánh giải rồi mình ốp. Mình ốp tiêu, tỏi vô cho nó thơm đó các bạn. Còn tép thì mình lột vỏ ra. Rồi bây giờ mình chuẩn bị làm cá để nướng để làm gỏi cuốn. Dạ đây mình đã ớp xong rồi các bạn. Nè mình cho tỏi nó lên á. Nó thơm lắm. Nó không có được, không có nghe mùi tanh của cá nữa. Cho tỏi với tiêu với chút xíu muối. Ớp trong ớp ngoài nha các bạn. Rồi ở dưới da, ở dưới cái giấy á, mình cho một chút xíu dầu để mình nướng nó không bị dính á. Giờ mình chuẩn bị mở lò để mình nướng nha các bạn. Đây bây giờ mình cho nó vô lò nướng rồi nha các bạn. Nướng cũng nhanh lắm, 10 phút, 15 phút là xong rồi. Mình mở lò nóng trước. Nướng chín quá nó cũng không ngon đâu các bạn. 10 phút là được rồi. Tại vì cái lò này nó nhanh nóng lắm. Rồi bây giờ mình đi làm tép nữa các bạn. Mình lột vỏ sẵn hết. Tại con mình nó không có thích ăn vỏ. Để vỏ nó khó ăn quá. Phải lột hết nè. Mà lột sẵn hết cho tụi nó cuốn cho nó dễ. Đây hai con cá mình nướng xong rồi nè các bạn, hấp dẫn không? Tỏi với nó bám lên trên á, thơm lắm đó. Đó, nướng vậy á, cho nó có tỏi á, có tiêu vô á, cho nó thơm á, nó không có nghe mùi tanh đó các bạn. Giờ nó nghe mùi thơm nức mũi luôn á. Thơm là nhờ cái tỏi với tiêu nó bốc lên thơm. Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu ngoại Anthony. Mình làm một món gỏi cuốn cho cả nhà ăn thôi à, cũng không có mời ai hết. Năm nay là sinh nhật của Tony 3 tuổi rồi. Làm gỏi cuốn ăn cho nó tiện đơn giản ha các bạn. Nó mình nướng hai con cá với lại 1 kg tôm là xong. Nhà có mấy người ăn à. Mấy đứa con về ăn thôi à. Rồi bây giờ chuẩn bị cả nhà nhập tiệc nha, mời cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức, mời cả nhà ngắm. Nè, cá nè mình nướng cái mình ốp cái tiêu với tỏi vô á, thơm lắm các bạn ha. Ủa ăn cá được mà hay ăn tôm? Anh đi ăn có tôm được, ăn tôm được hả? Được. Thì cá với tôm là anh đi ăn được à. Tại vì có đứa dâu tây cho nên không có ăn thịt các bạn. Nhớ nhớ à, tại bữa nay tưởng đâu là không ăn cá. Bữa nay có dâu tây cho nên có cô dâu tây cho nên chỉ ăn cá với tôm thôi, là thịt cô dâu tây không có ăn. Mà nhờ ăn cá với tôm vậy mà dáng đẹp quá nha. Dạ, bây giờ ai cũng ăn cử ăn thịt hết á các bạn ơi. Ăn cá nhiều tốt hơn, tôm nhiều quá cũng không tốt nữa. Cá với gà. Mình thích nhất cá thôi à. Cá mình hay nướng như vậy nè. Cái nào của anh này? Này. Này. Thì con bưng cái đó qua bên con đi. Cái đó có vỏ mày ăn được đó. Cái đó có vỏ, còn cái này không có vỏ. Nếu mà con dính cái đen đen chút mẹ lột vỏ với lại móc mấy cái dây đen đen ra hết rồi đó. Trời ơi, lột 1 kg tôm á. Cũng còn sót chút xíu, cọp lột 1 kg tôm cả tiếng luôn á. Tại vì nếu ăn mai mốt ăn gỏi cuốn á, con đừng có mua cái loại tép nhỏ này. Con mua cái loại mà tôm á, người ta đã làm sẵn hết rồi cho nó nhanh. Sao vậy? Tại nhỏ con gái nó không biết ăn gỏi cuốn mà nó không biết nó
cái tôm mà người ta làm sẵn á, người ta lột sẵn hết ra rồi người ta rút cái dây đen ra hết là không? Mình làm một cực à, nó không biết rồi nó mua cái tôm này nó không có hỏi mình nữa. Mình cũng đâu có biết là nó định làm gỏi cuốn đâu. Tính là nấu phở hả gì mà tụi nó nói ăn phở hoài ngán, không ăn gỏi cuốn. Mấy đứa nó thích gỏi cuốn nhất thôi. Này, cái dĩa này mình cuốn cho ông xã mình. Mấy đứa nhỏ ăn xong hết rồi, giờ cuốn cái này cho ổng nè. Có khi ổng cũng tự cuốn nhưng mà chờ mấy đứa nhỏ ăn trước, ổng còn ngủ, ổng dậy cho ổng ăn sau. Cuốn dĩa này cho ổng. Này, bánh kem này mình mua sẵn ngoài chợ các bạn, cũng ngon. Bữa nay làm giản tiện lắm. Những lúc trước thì đặt tiện 3-4 cái, tại mời bạn đông thì đặt bánh nhiều, còn này nhà ăn không à. Mua chợ sẵn luôn. Như mấy cái bánh này mình cũng mua sẵn luôn nè. Mua sẵn luôn à. Về cái lấy ra, sắp ra dĩa ăn, tiện hơn. Bận rộn quá, không có làm bánh được. Mấy đứa nó ăn qua một tăng rồi các bạn. Ăn hết một con cá rồi đó. Giờ còn ít tép với cá nữa là ăn lát nữa nó ăn tăng 2 nữa. Ăn tăng 2 nữa là xong, còn con cá. Ăn một tăng hết một con cá rồi. Còn chờ nhập tăng 2. Bây giờ hồi nãy thì con nhỏ tay mình không có luộc thịt các bạn. Giờ nó ăn xong rồi mình luộc thịt để cho cuốn đem về cho thằng trai lớn. Tại vì nhỏ tay với lại thằng thứ ba là không có ăn thịt. Cho nên dọn ra có nó mình không có dọn thịt. Bây giờ mình mới sắc thịt ra để cuốn cho thằng trai đem về. Thằng trai lớn thì ăn thịt. Đó. Bây giờ mới đem thịt ra cuốn chung với tôm với cá ba thứ. Cuốn cho nó đem về nó ăn, tại nó thằng trai lớn thì độc thân có mình nè. Nè cái bây giờ mình cuốn thịt với tôm các bạn. Mình cuốn một dĩa này nè, mình kêu cuốn thêm một dĩa nữa. Mới xong có một dĩa thôi, mới có 10 cuốn à. Cuốn thêm 10 cuốn nữa cho con trai đem về. Chà, tại mình không có quay trực tiếp cuốn á, tại mấy đứa nhỏ la quá à các bạn ơi. Nó la quá, mình chỉ quay chút xíu vậy mình ghép lại thôi à. Nó la quá, hai đứa nhỏ quá trời la luôn. Đây, mình đã cuốn xong 20 cuốn rồi cho thằng trai lớn á các bạn. Nó đem về tại vì nó sống có mình đó à. Ngày mai nó đi làm cho nên ở đây chơi khuya quá, ngày về không có kịp làm đồ ăn, về là mệt là ngủ rồi để sáng đi làm. Còn trai thứ ba thì có người nấu rồi, không cần đem về. Trai thứ hai thì sống mình, trai thứ ba thì hai mình. Còn đây mình còn lại con cá, nãy ăn có một con à, với một ký tôm hết rồi. Để còn thịt với tôm này là nãy mình đâu có dọn thịt ra đâu các bạn. Nhỏ bạn gái của con mình nó không có ăn thịt cho nên nó thấy thịt nó cũng không thích, cho nên hồi nãy mình không có dọn thịt ra. Bây giờ mình dọn, mình làm thịt ra để mình cuốn riêng cho con trai lớn mình nó đem về. Còn lại cá, chút nữa ăn một chập tối nữa cá nữa là hết. Mà tụi nó, mấy đứa con mình á, là con gái, như rể với mình với con trai, ông xã thì thích ăn cá. Cá vậy nè mình cuốn mình chấm tương ăn cũng ngon các bạn. Cho nên nhà mỗi người mỗi một khẩu vị. Cho nên làm đồ ăn nhiều khi cũng chia ra nhiều món. Bữa nay sinh nhật của đứa cháu ngoại cho nên anh em nó về hết, ba thằng trai về hết. Cho nên cũng hơi ì xèo vô video của mình chút. Hai đứa cháu nữa nó quậy nữa. Cho nên nhiều khi mình làm có tiếng nó khóc ở trong trọng, nó cười thì không sao mà nó khóc là mình phải cắt bỏ, mình quay lại các bạn. Thôi nãy giờ nói nhiều quá rồi, video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn.
chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu thích video của mình thì xem hết, ủng hộ cho mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo. Bye bye.